Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chiều ngày 10 tháng 10, Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch huyện Yên Minh đã tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. 9 tháng năm 2023, tổng lượng du khách đến huyện Yên Minh là trên 135.000 lượt, trong đó khách quốc tế là trên 76.000 lượt, doanh thu đạt gần 44 tỷ đồng. Thời gian tới, huyện Yên Minh sẽ tập trung chỉ đạo triển khai các hoạt động phụ trợ, đón nhận danh hiệu thành viên mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3 và lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ 9, chỉ đạo tổ chức lễ hội Tết cá người Tày năm 2023 tại xã Bộ Duệ, triển khai tổ chức lễ hội cầu tàu dân tộc Mông năm 2023 vào quý 1 năm 2024 tại xã Đường Thượng, tăng cường công tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch và xây dựng cẩm nang du lịch quảng bá để giới thiệu đến du khách. Ngày 9 tháng 10, lãnh đạo huyện Mèo Vạc đã đi kiểm tra tiến độ trồng hoa tam giác mạch tại các xã Pả Vi và Cán Chu Phìn. Theo kế hoạch, huyện Mèo Vạc thực hiện trồng 60 ha hoa tam giác mạch tại 7 xã thị trấn. Các hộ tham gia được hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật trồng trọt và được hưởng toàn bộ sản phẩm từ trồng tam giác mạch. Huyện hỗ trợ 4,5 triệu đồng 1 ha. Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo huyện Mèo Vạc yêu cầu tiếp tục giúp các hộ nông dân gieo trồng đúng tiến độ đề ra, thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình sâu bệnh hại, hướng dẫn nhân dân cách phòng trừ kịp thời. Bên cạnh việc trồng đại trà đối với diện tích hoa theo kế hoạch, các xã cũng lựa chọn những địa điểm thích hợp gần đường giao thông, dễ quan sát để tạo điểm nhấn đặc sắc, thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm. Ngày 10 tháng 10, huyện Đoàn Vị Xuyên phối hợp với Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã Cao Bổ tổ chức khánh thành điểm quét mã QR giới thiệu thông tin du lịch xã Cao Bổ. Theo đó, điểm quét mã QR được đặt tại khu vực cổng chào xã với các nội dung thông tin được mã hóa gồm vị trí địa lý, điểm du lịch khám phá dãy núi Tây Côn Lĩnh và 5.000 hecta rừng hoa đỗ quyên cổ thụ, danh sách các homestay để du khách khi đến xã Cao Bổ có thể dừng chân thưởng thức các món ăn dân tộc và uống trà san tuyết cổ thụ. Việc xây dựng điểm quét mã QR nhằm giúp cho người dân, du khách thuận tiện tra cứu chính xác các dữ liệu, hình ảnh và thông tin, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực văn hóa, du lịch. Công trình không chỉ thực hiện các nội dung chuyển đổi số của huyện mà còn cụ thể hóa chủ đề tuổi trẻ Vị Xuyên xung kích sáng tạo chuyển đổi số. Thực hiện đề án bảo tồn văn hóa truyền thống và nâng cao chất lượng dịch vụ các làng văn hóa du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2025, ngày 9 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quản Bạ tổ chức khai mạc lớp truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ và kỹ thuật sử dụng nhạc cụ truyền thống của dân tộc Dao tại thôn Nạm Đăm, xã Quản Bạ. Qua lớp học, giúp các học viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo tồn giá trị di sản văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp thu kỹ năng sử dụng nhạc cụ truyền thống và nghệ thuật trình diễn. Từ đó, khơi dậy ý thức tự hào và thúc đẩy hoạt động văn hóa, văn nghệ phát triển, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào và phục vụ phát triển du lịch. Ngày 10 tháng 10, Ban Chỉ đạo Đại hội các tổ chức chính trị xã hội huyện Xí Mần họp triển khai công tác chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng. Do đó, công tác chỉ đạo cũng như chuẩn bị các điều kiện cho đại hội phải được các cấp ủy quan tâm. Trước hết, Ban Chỉ đạo cấp huyện cần kiện toàn, thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua lập thành tích, chào mừng đại hội phù hợp, hiệu quả. Các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tập trung chỉ đạo hướng dẫn đại hội điểm ở cơ sở, góp phần chỉ đạo thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Xín Mần nhiệm kỳ 2024-2029. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang đã họp nắm bắt tiến độ triển khai các công trình xây dựng, tiến độ giải ngân, thành quyết toán các công trình năm 2023 trên địa bàn huyện. Theo đó, công trình khởi công mới năm 2023 trên địa bàn huyện Bắc Quang là 99 công trình. Tổng số vốn đã giải ngân là 216 tỷ đồng, đạt 63,8%. Trên cơ sở đó, lãnh đạo huyện Bắc Quang yêu cầu các cơ quan đơn vị cần linh hoạt trong triển khai thực hiện ngay sau khi ký hợp đồng. Đối với các công trình của 4 xã về đích nông thôn mới năm 2023 phải báo cáo tiến độ thường xuyên. Các cơ quan chức năng sâu sát cơ sở nhằm kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu để nhanh tiến độ thi công để tiến hành giải ngân nguồn vốn đã bố trí.
Vừa qua, tại thôn Đông Cáp 1, thị trấn Vị Xuyên, Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên đã tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với 8 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường thu hồi đất để thực hiện dự án tuyến đường nội thị thị trấn Vị Xuyên. Tại buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên nhấn mạnh cần tăng cường công tác tuyên truyền cho các hộ dân hiểu rõ hơn nữa về chủ trương, chính sách của nhà nước cũng như các điều luật liên quan. Ủy ban Nhân dân huyện sẽ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét để có thể tăng mức tiền bồi thường cho các hộ gia đình có đất bám dọc quốc lộ 2, đồng thời đề nghị 8 hộ gia đình chấp thuận nhận theo phương án bồi thường của Ủy ban Nhân dân huyện để đẩy nhanh tiến độ làm đường. Về phía huyện Vị Xuyên, sau khi làm xong đường sẽ tạo điều kiện tối đa cho các hộ có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất ngay sau khi có điều chỉnh quy hoạch. Ngày 11 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn đã tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, phổ biến một số văn bản pháp luật mới ban hành quý 4 năm 2023. Thông qua hội nghị, giúp cho các báo cáo viên cấp huyện, cấp xã nâng cao kiến thức pháp luật, nắm được kỹ năng tuyên truyền tại địa phương, kịp thời tuyên truyền cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao kiến thức pháp luật, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, từ đó góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Để học sinh có thêm kiến thức tham gia giao thông, Công an huyện Quang Bình phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục Nghề nghiệp huyện đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trường học năm học 2023-2024 đến học sinh và phụ huynh. Trong đó, tập trung vào các nội dung như nghiêm chỉnh chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, cách ứng xử văn hóa xử lý tình huống khi tham gia giao thông, phân tích nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, các quy tắc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Qua buổi tuyên truyền này thì em biết chấp hành luật giao thông hơn. Nếu mà khi đi tham gia giao thông thì em có thể đội mũ bảo hiểm này, rồi đi xe không được lạng lách đánh võng. Thông qua buổi tuyên truyền, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh đã được cung cấp kiến thức pháp luật, tình hình trật tự an toàn giao thông, từ đó xây dựng ý thức trách nhiệm, văn hóa giao thông trong trường học, ngăn chặn hiệu quả tình trạng vi phạm giao thông trong lứa tuổi học sinh nhằm hạn chế những vụ tai nạn thương tâm. Đồng thời, các em học sinh sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực tới gia đình và cộng đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Vừa qua, Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC Net Việt đã đến tặng quà cho các em học sinh nội trú của Trường Trung học Cơ sở Phương Độ. Tại đây, lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC Net Việt đã chia sẻ với những khó khăn và mong muốn các em luôn chăm ngoan, ham học để trở thành những công dân có ích. Hiện nay, Trường Trung học Cơ sở Phương Độ có tổng số 250 học sinh, trong đó có 80 học sinh của các thôn vùng cao ở nội trú tại trường từ thứ 2 đến thứ 7. Mỗi ngày các em học sinh có 18.000 đồng tiền ăn chia cho 3 bữa. Các em ở nội trú tự túc sinh hoạt từ nấu ăn đến học hành tại trường. Với phần quà mà Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC Net Việt trao lần này sẽ giúp các em bổ sung vào bữa ăn hàng ngày để các em yên tâm hơn trong sinh hoạt và học tập. Phòng học khang trang, khuôn viên sân trường xanh, sạch, đẹp, thoáng mát, trang thiết bị dạy học được đầu tư đồng bộ. Đó là những gì mà chúng tôi ghi nhận được khi đến thăm trường tiểu học Nấm Dần vào những ngày đầu năm học mới 2023-2024. Cùng với đó, nhà trường đặc biệt chú trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên về thực hiện các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia để mỗi người thấy được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là các cái tiêu chí để đạt thì cũng là một cái sự cố gắng, sự nỗ lực của các thầy cô miệt mài trong cái ngoài những công tác chuyên môn thì nhà trường cũng đã bố trí cả những cái thời gian không phải là những ngày làm việc trong tuần mà kể cả những ngày thứ bảy, chủ nhật là chúng tôi vẫn phải là tập trung cán bộ giáo viên để thu thập các cái môn chính để đảm bảo các cái tiêu chí. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất khang trang đáp ứng nhu cầu dạy và học, nhà trường có đội ngũ cán bộ giáo viên gồm 31 người với trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Việc tiếp cận và triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học hiệu quả. Nhiều năm liền, các hoạt động của trường đều được đánh giá cao, chất lượng giáo dục nhà trường được nâng lên rõ rệt. Năm học 2022-2023, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp 1 đạt 100%, toàn trường 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Trong đó, 30% học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Tỷ lệ duy trì sĩ số hàng ngày đạt 99,7%. Đảng bộ
và chính quyền nhân dân chúng tôi rất nỗ lực và đồng tình và hỗ trợ những cái cơ sở vật chất, đặc biệt nhất là ở cái điện trường thì cũng đã có những cái sửa chữa. Một cái nữa là về cái tổ chức để nâng cao chất lượng giáo dục thì cũng phải nói rằng là rất được đồng tình. Với quyết tâm của cán bộ và giáo viên nhà trường, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cũng như sự chung sức đồng lòng của phụ huynh học sinh, trường tiểu học Nấm Dần, huyện Xín Mần đang nỗ lực để đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, góp phần tích cực cùng xã Xín Mần hoàn thành tiêu chí giáo dục, tiến tới về đích xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm 2023 đến nay, Ủy ban Nhân dân xã Thượng Tân phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Bắc Mê mở được 2 lớp đào tạo nghề trồng rừng và khai thác rừng, được nhân dân đồng tình tham gia. Từ học lý thuyết đến thực hành, các học viên đều tham gia đầy đủ, gần như không bỏ buổi học nào. Qua lớp học đào tạo trồng rừng và khai thác trồng rừng này, em muốn áp dụng về kỹ thuật và chăm sóc trừ bệnh hại để năm tới gia đình có điều kiện mở rộng diện tích. Đào tạo nghề theo nhu cầu của người học, gắn với những tiềm năng thế mạnh của địa phương và người dân có thể nắm bắt được những kỹ thuật để áp dụng vào thực tế sản xuất nhằm nâng cao thu nhập. Trong công tác đào tạo nghề, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Bắc Mê luôn thực hiện phương châm học lý thuyết đi đôi với thực hành, theo hình thức cầm tay chỉ việc. Trong thực tế, ví dụ như tiêm ở đâu và điều trị như thế nào thì cách pha thuốc rồi cách hướng dẫn chỗ tiêm và vị trí tiêm và cách biểu hiện dịch bệnh của châu bò. Khi mà xảy ra vấn đề dịch bệnh hay là phát hiện dịch bệnh ấy, thì phòng thì cũng sẽ tư vấn cho các học viên ấy, để biết cách chăn nuôi cho để phục vụ cho gia đình. Ở cơ bản các học viên người ta tham gia là được nắm được rất là nhiều kiến thức. Thứ nhất là về áp dụng về thực tiễn, về biết cách được điều trị cho trâu bò cũng như là lợn, về các bệnh, dịch bệnh được xảy ra. Thì, đặc biệt nhất là các hộ gia đình cũng tự nhân giống được. Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Bắc Mê đã đào tạo được 15 trên 18 lớp nghề với 525 học viên, đạt 92% chỉ tiêu tỉnh giao. Qua các lớp đào tạo, nhiều lao động nông thôn đã áp dụng kiến thức được học vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ, tăng thu nhập cho gia đình. Điều đó có thể khẳng định công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trong những năm qua đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn, góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới. Cùng với các xã khác của huyện Hoàng Su Phì, năm nay xã Sán Xả Hồ là một trong những xã có tiến độ gieo cấy sản xuất vụ mùa đảm bảo đúng khung thời vụ. Hiện nay lúa đã chín, tranh thủ thời tiết nắng ráo, người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Trên khoảnh ruộng của gia đình ông Cáo gieo vàng, bà con trong thôn cùng các thành viên trong gia đình ông Vàng đang tích cực gặt lúa để tránh bị mưa bão làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch và chất lượng lúa. Năm nay do thời tiết thuận lợi, gia đình ông cấy đúng thời vụ nên vụ lúa nhà ông Vàng năng suất đạt cao hơn so với vụ trước. Hôm nay thời tiết rất là thuận lợi, ủng hộ cho nhà tôi gặt và anh em giúp đỡ rất nhiệt tình. Với năng suất thóc năm nay đạt hơn so với mọi năm. Vụ mùa năm 2023, theo kế hoạch xã Sán Xả Hồ được giao, gieo cấy 100 ha lúa, gieo mạ 3.100 kg giống. Cơ cấu giống chủ yếu gồm Việt Lai, HT99, Nhị Ưu 838, LC25, LV27, nếp các loại và giống lúa thuần địa phương. Theo ghi nhận thì năng suất bình quân của các giống lúa đạt từ 55 đến 60 tạ một hecta. Trong thời gian thu hoạch lúa, nhằm đảm bảo an ninh lương thực cũng như tránh thiệt hại do thời tiết, xã Sán Xả Hồ vận động bà con nông dân tập trung gặt lúa xong đến đâu tiến hành thu gom về nhà để chủ động bảo quản, không phơi lúa đã gặt ở ngoài đồng. Năm nay thì áp dụng một số cái lúa lai thì nhìn chung là cơ bản thì năng suất năm nay thì là đạt khoảng là 56,6 ha trên tạ trên ha, còn về đánh giá thì nhìn chung cơ bản thì sẽ năng suất tăng hơn năm ngoái. Cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ mùa, xã Sán Xả Hồ, huyện Hoàng Su Phì cũng triển khai kế hoạch vận động nhân dân tập trung chuẩn bị vật tư nông nghiệp, giải phóng đất để tiến hành gieo cấy vụ đông, đồng thời tích cực thu gom rơm rạ làm dự trữ thức ăn chăn nuôi cho đàn gia súc vào mùa đông. Sáng ngày 10 tháng 10, sau khi phát hiện một con lợn có trọng lượng khoảng 120 kg vừa được tập kết về lò mổ có biểu hiện nhiễm bệnh, anh Nguyễn Văn Duẩn là chủ cơ sở giết mổ ở thôn Quang Tiến, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì đã thông báo cho lực lượng chức năng của huyện. Qua kiểm tra, con lợn có biểu hiện xuất huyết tím tái, bỏ ăn, sức khỏe đang bị suy yếu.
lực lượng chức năng đã lập biên bản và tiêu hủy. Đồng thời chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan. Việc thông tin, thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh của anh Nguyễn Văn Xuân, chủ lò mổ ở thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phi là rất đáng ghi nhận, biểu dương, nhất là trong thời điểm dịch bệnh tả lợn châu Phi đang có nguy cơ tái bùng phát hiện nay. Qua đó vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, vừa giúp ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh lây nhiễm vào địa bàn. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cơ sở ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.